ngày 12 tháng 5 năm 2023, Hội nghị thường niên lần thứ ba, nhiệm kỳ 7-2022-2025, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hội nghị đã thông qua nghị quyết với một số định hướng, kế hoạch quan trọng cho sự phát triển trong thời gian tới. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Kim Anh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ông Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ông Phạm Quang Tùng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, ông Trần Văn Tần, Phó Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cùng đại diện Cục A04, Bộ Công an, vụ 10 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, các vụ trên cục thuộc Ngân hàng Nhà nước và Bộ Nội vụ, đại diện lãnh đạo các tổ chức hội viên và cơ quan thường trực Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, hội nghị thường niên lần thứ ba, nhiệm kỳ 7 để đánh giá, kiểm điểm lại kết quả qua một năm triển khai thực hiện nhiệm vụ đồng thời cùng nhau xây dựng các nhiệm vụ trong năm 2023. Theo ông Phạm Đức Ấn, năm 2022, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam đã tích cực tổ chức triển khai các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác đề ra, thực hiện một cách khá toàn diện và đã đóng góp tích cực vào thành công chung của ngành trên các mặt công tác như tham gia đóng góp xây dựng cơ chế chính sách, góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng, tăng cường và phát huy vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên, tích cực triển khai đồng bộ công tác truyền thông. Ông Phạm Đức ấn cho rằng, đạt được những kết quả trên là nhờ sự đóng góp tích cực và trách nhiệm của các tổ chức hội viên, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng hiệp hội, tinh thần trách nhiệm cao của cơ quan thường trực và các đơn vị trực thuộc. Bên cạnh đó, Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam thường xuyên nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của ban cán sự đảng, ban lãnh đạo ngân hàng nhà nước, của Bộ Nội vụ cũng như sự phối hợp của các bộ, ngành, đơn vị liên quan. Có thể nói thông qua các hoạt động của hiệp hội thời gian qua đã làm cho vai trò vị thế của hiệp hội ngày càng nâng cao, nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của các cấp, các ngành và của các tổ chức hội viên. Quả hoạt động năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cho biết, bám sát chỉ đạo của chính phủ, nhiệm vụ của ngành và hội đồng hiệp hội, cơ quan thường trực hiệp hội đã quán triệt rõ mục tiêu và định hướng hoạt động đổi mới toàn diện các mặt công tác, luôn đồng lòng, sát cánh cùng các tổ chức hội viên, khắc phục khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, kêu gọi các hội viên tuân thủ theo quy định của pháp luật và thực hiện nghiêm túc có trách nhiệm theo chỉ đạo của chính phủ, ngân hàng nhà nước. Trong năm qua, hiệp hội tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các nghị quyết, kế hoạch, chương trình công tác đề ra, đồng thời nỗ lực xử lý kịp thời những công việc phát sinh, thực hiện nhiệm vụ một cách khá toàn diện, đã đóng góp tích cực vào thành công chung của toàn ngành ngân hàng những kết quả tích cực được thể hiện thông qua việc tham gia đóng góp xây dựng cơ chế chính sách góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp lý tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngân hàng tăng cường và phát huy vai trò cầu nối giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên tích cực triển khai đồng bộ công tác truyền thông quan tâm và chú trọng đến công tác hội viên chủ động và linh hoạt công tác đào tạo tập huấn hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường mở rộng tiếp tục triển khai thực hiện bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng bộ chuẩn mực, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ nhân viên đã được chấn chỉnh, có nhiều tiến bộ, môi trường làm việc chuyên nghiệp hơn, nội bộ đoàn kết, thống nhất, năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác từng bước được cải thiện. Trong năm 2022, Hiệp hội đã tham gia đóng góp ý kiến trên 40 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quan trọng, 16 luật, 12 nghị định, 12 thông tư, đồng thời tổ chức và phối hợp tổ chức 15 cuộc họp tọa đàm đề xuất, kiến nghị quốc hội, chính phủ, ngân hàng nhà nước, các bộ, ngành nhằm hoàn thiện khung khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng. Hiệp hội đã tổ chức 35 chương trình đào tạo, hội thảo với 8.726 lượt người tham dự, công tác hợp tác quốc tế tiếp tục được tăng cường, mở rộng khả năng, cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích cho các tổ chức hội viên. Công tác truyền thông được tích cực triển khai thực hiện một cách đồng bộ, trên nhiều phương tiện thông tin đại chúng, cũng như thông qua tạp chí thị trường tài chính tiền tệ và trang thông tin điện tử của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam. Chúng ta làm tốt mà truyền thông không tốt cũng không được. Mà chúng ta truyền thông tốt mà chúng ta làm không tốt cũng không được. Như vậy là vừa phải làm tốt, vừa phải truyền thông tốt thì chúng ta mới đạt được kết quả. Mặc dù đạt được những kết quả tích cực trong các mặt hoạt động trên, tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Hiệp hội kiêm Tổng thư ký Nguyễn Quốc Hùng cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra cho năm 2023 và những năm tiếp theo dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ông nguyễn kim anh phó thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam đánh giá cùng với quá trình đổi mới và phát triển của hệ thống ngân hàng hiệp hội ngân hàng việt nam đã có bước phát triển mạnh mẽ trở thành ngôi nhà chung đáng tin cậy của các tổ chức hội viên là cầu nối quan trọng giữa các tổ chức hội viên với các cơ quan quản lý nhà nước các tổ chức hội viên của hiệp hội đã có sự mở rộng và lớn mạnh cả về quy mô và năng lực hoạt động đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước nói chung hệ thống ngân hàng nói riêng Vai trò, vị thế của Hiệp hội Ngân hàng cũng ngày càng được khẳng định và nâng cao. Đồng tình với các báo cáo của Hiệp hội Ngân hàng, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết, năm qua hiệp hội đã làm được nhiều việc có hiệu quả và mang nhiều dấu ấn nổi bật như tích cực, chủ động tham gia có trách nhiệm vào việc xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách và khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng. Các ý kiến tham gia góp ý của hiệp hội vào các dự án luật, nghị định, thông tư được các cơ quan soạn thảo đánh giá cao. Một điểm sáng trong thời gian qua đó là hiệp hội đã thể hiện sự tích cực và trách nhiệm cao trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên đã có quan điểm, chính kiến rõ ràng, khách quan. Thay mặt ban sự đảng, ban lãnh đạo ngân hàng nhà nước, tôi ghi nhận và đánh giá cao đồng thời biểu dương những nỗ lực, kết quả à, đã làm được của hiệp hội ngân hàng trong năm 2022. Với mục tiêu và nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới đối với ngành ngân hàng là rất nặng nề, phó thống đốc Nguyễn Kim Anh cho biết cần sự chung tay vào cuộc của hiệp hội ngân hàng và các tổ chức hội viên. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của phó thống đốc, ông Phạm Đức Ấn thay mặt ban lãnh đạo hiệp hội ngân hàng Việt Nam hứa sẽ làm tốt hơn nữa, vai trò là cầu nối của các tổ chức hội viên trong thực thi chính sách của Đảng, nhà nước, về cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, thực hiện chiến lược phát triển của ngành ngân hàng. Đồng thời làm tốt hơn nữa, vai trò là cầu nối xử lý các vướng mắc trong hoàn thiện cơ chế chính sách, vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức hội viên góp phần giúp các tổ chức hội viên hoạt động ngày càng an toàn và hiệu quả. Tại hội nghị, các tổ chức hội viên đã nhất trí biểu quyết thông qua nghị quyết hội nghị, với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tham dự. Theo đó, nghị quyết đã quyết nghị điều chỉnh thời hạn nhiệm kỳ 7 từ 4 năm thành 5 năm, thời hạn từ tháng 12 năm 2020 đến tháng 12 năm 2025, bầu bổ sung phó chủ tịch hiệp hội, kiêm tổng thư ký và ra mắt thường trực hội đồng hiệp hội. Thường trực hội đồng hiệp hội gồm chủ tịch, ba phó chủ tịch và tổng thư ký.